hai em thân lắm, phải nói chuyện thôi, không cần quay. Bé mới đi hái mới về đây ngồi tâm sự, tâm sự, tâm sự luôn, không quay, vô ngồi luôn, thắng quá, rồi bán đâu hết. Cái quán màu đỏ hay quán màu xanh cũng được, quay cái quán miền Tây, ngon.
lên dòng bây giờ đi tái giờ mà thích giờ tập sự tới đó là mọi người cứ ngồi thầy cứ là cái quân lắp cái lấy gì ra chú em lên cái tụi em mới lên buổi trưa buổi trưa thì dám thì tụi công tác được nhiều lên buổi sáu thì đông quá xa vô quay không công tác được nhiều á. Vậy là bún anh. Ừ, vậy là bún. Đâu có. À, hộp đó đựng gì luôn. 100 rồi. Đó Cái gì vậy? Cái đó.
mày đẹp không người gì đâu á. Mê gái mà gặp gái trước mặt không mà ngộ ghê. Ai đầy đủ nha. Được. Đầy đủ nha. Cao thấy á. Rồi mấy này sợ đen nó đeo tai nó kìa. Gặp cô ấy lao nhà hỏi địa chỉ ở đâu rồi. Trên app gì đâu không vậy? Cũng có đặt, người ta đặt mình giao mình bắt cáp đi thôi. Không có bán app không?